Mở đầu một điểm tin cộng đồng mạng hôm nay là tin thế giới. Hãng tin AFP vào ngày 4 tháng 8 cho biết là lần đầu tiên kể từ sau cách mạng 1959, chính quyền La Habana sẽ cho phép 1.4 triệu người Cuba ở nước ngoài đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo hiến pháp mới của Cuba. Được Quốc hội thông qua vào tháng trước, dự thảo hiến pháp mới của Cuba công nhận vai trò của thị trường và hoạt động tư nhân trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn duy trì độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Bản dự thảo này sẽ được đưa ra cho toàn dân thảo luận trước khi được trưng cầu dân Ý, rồi đưa trở lại Quốc hội để biểu quyết lần chót. Theo lời của ông Ernesto Sobron, quan chức đặc trách cộng đồng Cuba nước ngoài trong Bộ Ngoại giao Cuba, tất cả những người Cuba sống ở nước ngoài kể từ tháng 9 sẽ có thể đóng góp ý kiến trên một trang web của Bộ Ngoại giao. Ông Sobron bảo đảm là họ có thể đóng góp ý kiến bao nhiêu lần cũng được, và những ý kiến của họ sẽ được tiếp thu giống như của người dân trong nước. Nhưng ông không nói rõ là người Cuba ở nước ngoài sẽ được quyền tham gia trưng cầu dân ý hay không. Theo lời của ông Sobron, việc người Cuba ở nước ngoài được góp ý cho hiến pháp mới là một việc chưa từng có trong lịch sử cách mạng Cuba.